Tuổi Hợi 2025 phạm tam tai, xung thái tuế. Vậy thì tình hình công việc, tài chính, sức khỏe, gia đạo như thế nào? Anh chị đã biết là tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi qua năm Tỵ, qua năm sau là sẽ phạm vào 3 năm tam tai liên tục, và năm sau là năm đầu tiên. Đặc biệt là tuổi Hợi là qua năm là xấu nhất, là tại vì tuổi Hợi nó bị xung với lại thái tuế nữa. Xung thái tuế thì ôi thôi, nhiều chuyện nó rắc rối, nó xảy ra lắm anh chị. Tuy nhiên không phải lúc nào mà ai phạm vào trong cái tam tai, phạm vào thái tuế cũng xấu, mà phải là do cái cách xử lý của mình như thế nào. Lời khuyên mà Quảng Tòng dành cho anh chị em tuổi Hợi là chúng ta hãy kiên nhẫn, hãy bình tĩnh và hãy chịu thua thiệt một chút. Trong năm 2025 này thì cái thái tuế thì Quảng Tòng có làm cái bài vị thái tuế mà để chúng ta an vị thái tuế trong nhà, để cầu nguyện cho một năm được bình an, được may mắn. Cho nên tuổi Hợi muốn thỉnh thái tuế thì nhắn cho Quảng Tòng. Để không mất nhiều thời gian thì sau đây Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái cung mệnh của tuổi Hợi năm 2025. Cung mệnh của tuổi Hợi nó nằm ở cái ngôi gọi là ngôi thai trong vòng trường sinh. Ngôi thai là một ngôi chỉ về cái sự u mê anh chị. Nó tại vì nó đang còn hoài thai mà. Tức là lúc này là chúng ta đang còn bị u mê, đang còn bị kém sáng suốt. Chính vì vậy mà thường xuyên đưa ra những cái quyết định nó sai lầm, quyết định nó bị thiếu sáng suốt. Nó dẫn đến những cái sai sót trong công việc, trong tài lộc, cũng giống như trong tình cảm gia đình. Chính vì vậy mà nó làm cho mọi việc nó ngày càng nó rối ren. Mà người ta thường hay nói tam tai thái tuế nó bị là như vậy, là do cái sự u mê và kém thiếu sáng suốt này nè. Đặc biệt cái ngôi thai nó cũng nhắc nhở cho các anh nam tuổi Hợi tránh xa vào cái vấn đề về sắc dục ha. Chúng ta đi chơi bời đào hoa ở bên ngoài là chúng ta đã dính vào trong đó rồi, thì đừng có than thở thầy ơi tại sao năm nay con khổ như vậy. Tại vì đã dính vào trong này là đã dính vào trong ngôi thai, gỡ là gỡ không ra anh chị. Giải quyết cái vấn đề được hay không là do anh chị, còn Quảng Tòng là chia sẻ cho anh chị em thôi. Thì mới đầu bây giờ chúng ta nghe vào trong cái gọi là tam tai thái tuế rồi nghe rơi vào cái ngôi thai, chúng ta có vẻ là hơi mệt mỏi ha, nghe hơi ngán ngẩm ha. Tuy nhiên thì tuổi Hợi trong cung mệnh nó có ngôi sao Thiên Mã anh chị. Thiên Mã là ngôi sao đi xa có lợi. Vậy thì năm 2025 này chúng ta nên đi ra ngoài giao thiệp làm ăn. Chúng ta giao tiếp với mọi người để mà chúng ta vận dụng cái ngôi sao Thiên Mã này. Trong cung mệnh chúng ta có cái ngôi gọi là ngôi Tuế Phá, thì như ban đầu Quảng Tòng đã chia sẻ. Phạm cái sao Tuế Phá này tới mức độ mà giao hàng cho tới tận nhà người ta rồi, mà thấy nhà người ta đóng cửa mà nhân viên là không giao mà lại trở về nhà. Anh chị em thấy nhiều lúc nó bực bội, nó bức rứt nó như vậy. Là cái ngôi sao Tuế Phá. Rồi còn cái ngôi sao Bệnh Phù nè, chủ về tranh luận và bệnh tật nè. Hay bệnh tật, hay xảy ra ba cái bệnh cảm, bệnh liên miên, bệnh lặt vặt nè. Rồi ngôi sao Tai Sát nè. Tai Sát chủ về tan sự, về phá tài nè, về tiêu tan tổ nghiệp nè. Đây là những ngôi sao rất xấu anh chị em ha. Đặc biệt là trong cái bộ tan tuế điếu này, là những cái ngôi sao rất xấu. Chính vì vậy tuổi Hợi chúng ta phải lợi dụng cái ngôi sao Thiên Mã để chúng ta đi xa có lợi, chúng ta đi ra ngoài. Nhưng đi ra ngoài thì chớ đam mê vào trong cái sắc dục, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi ra một cái quyết định gì. Khi mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta rơi vào cung Thiên Di, và đặc biệt là cung Thiên Di chúng ta đứng ở cái ngôi Đế Vượng, rất là vượng khí. Nên hãy đi ra ngoài, hãy đi ra ngoài, hãy giao tiếp làm ăn. Nè, đi ra ngoài nó còn có ngôi sao Phượng Cát Giải Thần, nó còn có ngôi sao Tướng Tinh, ngôi sao Thanh Long, là toàn là những cái ngôi sao tốt để mà hóa giải, để mà giúp đỡ, nâng đỡ cho chúng ta trong năm 2025 này. Tuy nhiên đi ra ngoài thì nó lại dính cái ngôi sao Thái Tuế. Tại vì Tuế Phá là đối xung, thì đối với lại cung Thiên Di là sao Thái Tuế lại là chuyện thị phi đi. Cho nên đi ra ngoài mà nếu mà chúng ta có va chạm xã hội thì chúng ta có thể kiên nhẫn một chút, nhẫn nại một chút. Chúng ta có va chạm thì chúng ta chịu thiệt thòi một chút để chúng ta hóa giải mọi việc nó được êm đềm, tránh đem cái sự thị phi vào trong cái cuộc đời của mình trong cái năm 2025 này. Đây là lời khuyên mà chân thành mà Quảng Tòng muốn chia sẻ cho tuổi Hợi. Tiếp theo thì đi vào trong cái cung công việc thì như thế nào. Về cung công việc, mặc dù là cung bản mệnh chúng ta đã có những ngôi sao xấu như vậy, chúng ta phải lợi dụng ngôi sao Thiên Mã, thì cung công việc của chúng ta rất là may mắn, nó có cái ngôi sao lộc tồn anh chị. Phạm tam tai, phạm tuế phá nhưng mà lại ăn được cái ngôi sao lộc tồn.
Lộc tồn, lưu ý lộc tồn là chính tài ha. Những cái tài nào mà chúng ta làm ăn chân chính, chúng ta mới nhận được cái lộc này. Còn lại nè, ngôi sao nè, điếu khách nè, là chủ về. Anh chị em mà chúng ta mà kiếm cái lộc từ tứ đổ tường, cờ bạc, hút sách, rượu chè, gái gú là tan nát nè. Ngôi sao nguyệt sát nè, là lôi thôi, chuyện xấu ở đâu đem lại. Chính vì vậy trong cái công việc mà anh chị em chúng ta hãy nhớ quan tâm nhắc lại, chúng ta phải cố gắng giữ cái chính tài bằng cái năng lực, bằng cái công việc thật thụ của mình, thì nó mới đem lại cho chúng ta cái tài lộc để nó nâng đỡ cho cuộc sống của mình trong cái 3 năm tam tai và tuế phá. Tài lộc thì như thế nào? Cung tài lộc của chúng ta nó lại nằm ở cái ngôi gọi là, nó nằm ở ngôi quan đới anh chị. Khí trường rất là tốt, vận khí rất là tốt. Đặc biệt có cái ngôi sao tiết độ là ngôi sao về hưởng lộc. Hưởng lộc tức là chúng ta làm công ăn lương thì chúng ta có lộc. Chúng ta làm vượt KPI, làm vượt cái doanh số thì chúng ta có thêm cái lộc. Đó là những cái lộc mà nó phù hợp với ngôi sao tiết độ, mà nó vừa phù hợp với cái ngôi sao lộc tồn. Chúng ta sẽ có thêm cái ngôi sao tuế dịch là làm ăn xa. Vậy thì không ngờ là tuổi Hợi của chúng ta, mặc dù phạm tam tai, phạm xung thái tuế, mà chúng ta nè, được con thiên mã nè, được ngôi sao lộc tồn nè, được ngôi sao tiết độ nè, và được ngôi sao tuế dịch nữa. Vậy thì tại sao chúng ta không di chuyển, không đi ra ngoài làm ăn xa, chúng ta không làm ăn chân chính để mà chúng ta hưởng lộc? Đây là cái điều rất là quan trọng ha anh chị em. Đây là điều rất là quan trọng mà Quảng Tòng muốn thực sự muốn chia sẻ cho anh chị em những cái điều này. Còn những cái lưu ý rõ ràng nè, trong tài lộc chúng ta đã có cái ngôi sao là tan môn nè, rồi tuế phá nè, rồi điếu khách nè. Cái bộ sao này là cái bộ sao về phá tài. Bộ sao về phá tài và bộ sao này tránh tham gia vào tứ đổ tường. Chính vì vậy mà Quảng Tòng khuyên anh chị em chúng ta là lúc nào cũng phải làm cái chính tài, làm cái tài một cái chân chính. Và chúng ta phải đi ra ngoài, phải lợi dụng cái ngôi sao thiên mã, lợi dụng cái ngôi sao tiết độ để mà chúng ta thu được cái tài lộc của mình. Như vậy là tuổi Hợi chúng ta cũng đâu có xấu đâu đúng không anh chị? Cảm nhận của Quảng Tòng là nó không xấu. Mặc dù những ngôi sao xấu nó chiếu về, mặc dù nó đến hạn xấu, nhưng mà cái cách mà mình xử lý vấn đề nó mới là quan trọng. Mình phải biết được là à, mình đang trong cái giai đoạn nó bị trục trặc, nó bị trắc trở, nên thôi mình cũng cho qua, mình cũng nhẹ nhàng cho qua, mình chịu thiệt thòi một chút, mình bớt nóng tính thì tự nhiên mọi việc nó êm đềm anh chị, và công việc nó phát triển nó thuận lợi. Còn mà chúng ta mà khí trường nó đã bị thai rồi, nó bị u mê rồi, đã bị thiếu sáng suốt rồi, mà chúng ta nóng tính nữa là từ cái xấu này nó dẫn đến cái xấu nọ, nó dẫn đến cái xấu kia, thì lúc đó 3 năm tam tai thái tuế rồi, lúc đó là chỉ có ngồi khóc thôi. Kinh nghiệm, nếu anh chị em chúng ta muốn hỏi kinh nghiệm thì hãy hỏi tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn vừa qua, thì hỏi xem 3 năm tam tai vừa rồi họ như thế nào, họ tan nát cỡ nào. Tài lộc của tuổi Hợi nằm ở chỗ nào? Thì tài lộc của tuổi Hợi thì Quảng Tòng đã chia sẻ là ở ngay cung công việc, cung quan lộc. Mà cung quan lộc là ngay cung Mão. Vậy thì tuổi Hợi chúng ta hãy đặt một cái tượng mèo thần tài ở hướng đông, phía đông của ngôi nhà, của văn phòng làm việc của mình, để kích tài lộc, để thu hút tài lộc cho năm 2025. Tiếp theo thì Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái gia đạo của tuổi Hợi năm 2025 như thế nào. Về gia đạo của 2025 thì chúng ta đứng ở cái ngôi trường sinh. Ngôi trường sinh là một cái ngôi khí trường rất tốt. Và trong gia đình của chúng ta có những ngôi sao nó cũng bình thường, nó cũng tốt thôi. Ngôi sao Long Trì cũng là quyền quý nè, Hoa Cái cũng tốt. Duy chỉ có ngôi sao Phá Toái là nó làm cho cái mối quan hệ của gia đình nó hơi trục trặc một chút. Mà rõ ràng gia đình nào không có trục trặc. Chúng ta nhường nhịn người phối ngẫu của mình một chút thì nó cũng sẽ hóa giải được thôi. Tại vì cái cung gia đạo của chúng ta nó tốt, nó không có xấu ha. Nó đứng ở ngôi trường sinh là nó cũng thuận lợi, nó không có xấu. Đối với lại những bạn mà tuổi Hợi mà chưa có tình cảm thì như thế nào? Chưa có tình cảm thì ngôi sao đào hoa của chúng ta nó ở cung Điền Trạch. Cung Điền Trạch, vậy thì chúng ta hãy kích đào hoa ở trong ngôi nhà của mình. Các em tuổi Hợi mà chưa có tình yêu, chưa có tình cảm thì chúng ta hãy chuẩn bị 9 bông hoa hồng. Bông hoa hồng giấy cũng được, nhưng mà phải màu hồng hoặc màu đỏ. Đặt ở hướng đông bắc
đặt ở hướng dần, ở hướng đào hoa nè, hướng đông bắc của ngôi nhà để chúng ta kích đào hoa cho năm 2025. Về sức khỏe của tuổi Hợi năm 2025 thì như thế nào? Về sức khỏe của tuổi Hợi thì chúng ta đứng ở ngôi Lâm Quan. Ngôi Lâm Quan là một cái ngôi vượng khí rất là vượng ha. Vì vậy mà tuổi Hợi năm 2025 này có sức khỏe rất là tốt. Trong cung sức khỏe của chúng ta nó cũng không có những ngôi sao xấu anh chị. Nó có ngôi sao Hối Khí Thiên Không là Tiểu Hao, Phan An, Thiên Trù, Văn Tinh v.v. Ngôi sao Triệt cũng là chỉ cái sự ổn định, đứng yên, là sức khỏe của chúng ta nó cũng không có nhiều cái sự thay đổi. Vậy là sức khỏe tốt ha. Lưu ý là đặc biệt ở những cái vị trí như vị trí mắt và bàng quang, đó là hai cái vị trí mà nó dễ dàng chịu sự tác động và ảnh hưởng của năm 2025 mà tuổi Hợi cần phải lưu ý. Một lần nữa thì Quản Tòng nhắc lại ha, tuổi Hợi chúng ta phạm tam tai, phạm thái tuế. Tuy nhiên chúng ta vẫn được ngôi sao Lộc Tồn, Thiên Mã, Tiết Độ và Tuế Dịch là những ngôi sao rất tốt về tài lộc. Vậy làm sao mà chúng ta lợi dụng được những ngôi sao này để mà chúng ta đi trong cái năm 2025 này thật là tốt đẹp? Thì anh chị em chúng ta phải bản lĩnh, phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại, phải hạ cái tôi của mình xuống. Và đặc biệt là chúng ta phải chịu khó thường xuyên đi chùa, đi nhà thờ, đi đình đền, miếu mạo để cầu nguyện cho một năm được bình an, được hạnh phúc. Rồi tuổi Hợi nếu mà chúng ta muốn thỉnh thái tuế thì nhắn cho Quản Tòng ha. Và nhớ bấm đăng ký, sau này Quản Tòng sẽ làm thêm những cái tuổi Hợi khác nữa, làm thêm về sao hạn. Rồi xin chào và chúc cho tuổi Hợi một năm thật hạnh phúc, thật may mắn, thật sự bình an và kiên nhẫn để vượt qua mọi khó khăn trong năm 2025. Xin chào và hẹn gặp lại.